Thưa quý vị và các bạn, để mở rộng cảng cửa Việt, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hai lần thông qua dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng vào năm 2016 và năm 2021. Tuy nhiên, cho đến nay, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án vẫn chưa thực hiện. Cùng phóng viên thời sự tìm hiểu nguyên nhân. Dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng cửa Việt có 68 hộ dân buộc di dời để thực hiện dự án nhưng chưa có đất làm nhà ở. Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh đã chọn được địa điểm xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân nói trên. Các hộ dân ở đây cho biết họ hoàn toàn ủng hộ chủ trương của nhà nước để thực hiện dự án. Tuy nhiên, về phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư vẫn chưa thỏa đáng. Dân chúng tôi họp được mấy lần thôi nhưng mà nó chưa kỹ cho lắm, thì đền bù cái mặt bằng giải phóng như thế nào thì dân chúng tôi chưa rõ, thì yêu cầu là cấp trên phải trao đổi với dân để thông qua dân để cho dân họ biết được cái thông tư của nhà nước đền bù như thế nào đấy, và cho dân họ rõ hơn. Cách đây 15 năm, khu vực các hộ dân đang sinh sống được quy hoạch cho tập đoàn Vinasin, nhưng qua nhiều năm dự án không triển khai. Do vướng vào quy hoạch nên từ đầu đến nay các hộ này không thể tách thửa để cho con cái sau khi lập gia đình để tách hộ. Tại chuyến kiểm tra tình hình thực hiện dự án vào ngày 19 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh chỉ đạo thị trấn Cửa Việt tiến hành thống kê lại trường hợp các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án, trong đó xem xét nhu cầu, ưu tiên giải quyết cho các hộ dân đã tách hộ nhưng chưa được cấp đất làm nhà, và các trường hợp con em đủ 18 tuổi đã lập gia đình đang sinh sống tại địa phương để giải quyết cấp đất tái định cư. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Cửa Việt cho biết, qua rà soát, số hộ bị ảnh hưởng đã tăng lên so với ban đầu. Chúng tôi đã tiến hành thành lập đoàn và rà soát thống kê lại tất cả các hộ gia đình có nhà ở, cũng như những con em mà đã tách hộ lâu nay ở chung một gia đình mà chưa có đất ở, thì hiện tại là theo thống kê ban đầu là 68 hộ, nhưng sau khi rà soát thì đã lên đến 76 hộ. Thì việc này thì chúng tôi tham chính quyền cơ sở sẽ lập hồ sơ và báo cáo lãnh đạo huyện cũng như là tỉnh để rồi là thỏ chủ trương giải pháp và tạo điều kiện hỗ trợ và cấp đất khi tái định cư cho bà con ở khu sáu ăn ở sinh sống ổn định. Một nguyên nhân khác khiến công tác giải phóng mặt bằng dự án chậm tiến độ là do khu tái định cư cho các hộ này đến nay vẫn chưa hoàn thành, khiến bà con không yên tâm bàn giao mặt bằng để đến nơi ở mới. Mặt khác, những hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu tái định cư vẫn chưa đồng tình với mức giá nhà nước quy định. Bà con yêu cầu ở tỉnh ở huyện là cố gắng lên cái giá hỗ trợ đền bù, bởi vì họ cho rằng là cái giá này là quá thấp mà so với giá cả thị trường này. Mặc dù chúng tôi đã tuyên truyền vận động nhưng mà bà con vẫn đề nghị tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ thêm thì không giả cho bà con được thỏa mãn để nhận tiền. Cái thứ hai đây là cái giải phóng cái giải quyết việc làm, bởi vì ở khu phố bảy thì đại đa số bà con ở đó là người ta làm nông nghiệp, và mà khu đất mà dự kiến thu hồi thì là mảnh đất cuối cùng của bà con, cho nên là bà con cũng không có việc làm. Như vậy là công tác giải phóng mặt bằng dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng cửa Việt đang gặp rất nhiều vướng mắc. Người dân ở đây đang mong chờ những giải pháp, chính sách thỏa đáng, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và nhà nước để di dời tới nơi ở mới. Bởi môi trường sống ở đây không đảm bảo khi hàng ngày phải sống chung với tiếng ồn, bụi bặm.